Tình hình ở giáo phái Ba Gà cũng hỗn loạn không kém khi cuộc phản công của Đen và quân đội triều đình gây ra vô số thương vong cho giáo phái. Không còn cách nào khác, giáo chủ đã quyết định phải dùng vũ khí tối thượng của hắn, đó là triệu hồi vị thần Ba Gà, với hy vọng ông ta sẽ bảo vệ những kẻ đã tôn thờ ông ta. Muốn triệu hồi một vị thần cần phải có vật hiến tế, đã đến lúc dùng đến đám dân làng mà giáo phái này đã bắt được hôm trước. Sự tàn ác này đã được máy bay không người lái của triều đình ghi lại toàn bộ. Họ đã có thông tin về âm mưu của giáo phái kia. Lúc này quân đội triều đình đang ăn mừng trước những chiến thắng liên tiếp của họ, nhậu nhẹt bù khú mà lú luôn, nhất là ông vua. Còn Đen thì đang ngồi nói chuyện với Rosie, hay nói đúng hơn là Rosie ngồi nói chuyện với thanh niên Player. Mọi thứ đều không có gì là thật cả. Từ vị thần Ba Gà khổng lồ cho đến chính bản thân Rosie đều được tạo ra từ một gã lập trình viên nào đó, và Rosie chấp nhận sự thật đó rất nhẹ nhàng. Với thông tin về nghi lễ triệu hồi thần Ba Gà, cuộc chiến quyết định sắp bắt đầu.